thành phố Hồ Chí Minh thần tốc xây dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến điều trị COVID với quy mô lên đến 7.000 giường bệnh. Công trình được khởi công từ ngày 8 tháng 7. Bệnh viện dã chiến tại khu đô thị mới Nam thành phố thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh có diện tích khoảng 56.000 m2, 3.300 giường bệnh. Hiện có cả hàng trăm công nhân đang tất bật làm việc trên công trường cả ngày lẫn đêm. Xe chở đất đá, vật tư xây dựng ra vào liên tục, nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo ghi nhận, công trình này đang ở giai đoạn san lấp mặt bằng để chuẩn bị làm móng, đổ bê tông nền và nhanh chóng hoàn thiện trước ngày 7 tháng 9 để đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID ở các mức độ khác nhau từ nặng đến nhẹ. Trong thời gian mà thi công nhanh như vậy thì chúng tôi cũng gặp, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh này, cho nên là cũng gặp có cái khó khăn là trong việc huy động về số lượng nhân công lớn. Chúng tôi phải đảm bảo cái khoảng cách 5K theo chỉ thị 16. Đồng thời là phải sắp xếp cái nơi ăn ở cho công nhân mà đảm bảo theo cái tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong cái thời gian là thi công rất là ngắn, cho nên là trong cái mùa dịch nữa, cho nên là cái tiến độ mà nhập vật tư và sản xuất những cái vật tư cho dự án này cũng có gặp cái khó khăn. Tương tự, ghi nhận tại bệnh viện dã chiến thuộc khu vực phường Phú Thuận, quận 7, công nhân cũng đang miệt mài thi công lắp ráp các hạng mục để kịp thời hạn trong vòng 30 ngày. Bệnh viện này có quy mô gần 4.000 giường, khu vực thi công bên ngoài đang được tiến hành đổ nền bê tông, còn khu vực xưởng thì đang được lắp ráp các vách ngăn, lợp mái. Tổng cộng có 21 dãy nhà, hiện đã lắp đặt được 5 dãy. Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục huy động thêm 1.000 công nhân nữa để đảm bảo kịp tiến độ. Tại hai công trường đều bố trí chỗ ăn, ngủ cho công nhân để thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ. Năm nay dịch biết sống sao đây, tiền thì cứ mỗi lúc vơi dần, công việc làm giờ đây chẳng có, thất nghiệp rồi biết phải làm sao. Cách ly rồi biết sống sao đây, thùng mì tôm trông đói qua ngày, mong mọi người chung tay góp sức để đẩy lùi chống dịch COVID. Cứ mỗi ngày đài báo đưa tin, hàng chục ca dương tính tăng dần, mà lòng mình chợt như đau thắt, biết bao giờ mới đẩy lùi COVID.